Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với hai tập đoàn phân phối nước ngoài là Central Group Thái Lan và Aeon Nhật Bản và chợ đầu mối nông sản châu Âu Rugis Pháp tổ chức hội thảo tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các mạng phân phối nước ngoài cho các doanh nghiệp phía Bắc. Bộ Công Thương cho biết từ đầu những năm 2000, thị trường phân phối tại Việt Nam bắt đầu được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, mà mở đầu là các nước châu Âu như là Đức với Metro hay là Pháp với tập đoàn Bourbon. Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Công Thương bắt đầu hình thành ý tưởng kết nối giữa những hệ thống phân phối nước ngoài đã có mặt tại Việt Nam với chính những doanh nghiệp xuất khẩu để trực tiếp đưa hàng vào hệ thống của họ tại thị trường châu Âu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng khẳng định, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, vai trò quan trọng nhất trong việc đưa hàng Việt Nam vào hệ thống phân phối nước ngoài là của doanh nghiệp. Do đó, Bộ Công Thương kêu gọi sự phối hợp và đồng hành từ doanh nghiệp, các nhà phân phối hiện đại để việc triển khai một cách đồng bộ cùng đem lại lợi ích cho hai bên.